Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn cùng thưởng thức bộ truyện đa mỹ Liệu dưỡng viện trực bà gian, tác giả Nhất Thế Hoa Thường, qua phần trình bày của Sam. Đừng quên like và share video nếu các bạn yêu thích bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Liệu dưỡng viện trực bà gian, tập 15. La Dịch, bản vương lệnh cho người nhanh chóng lăn đến đây. Tiếng gầm giận dữ truyền ra từ vương phủ, dữ dội đến độ đống hoa hoa cỏ cỏ trong tiểu viện đều run rẩy. Nhân vật mấu chốt của câu nói, đồng chí La Dịch đang tội nghiệp bám vào cánh cửa tẩm cung của vương gia, lấm lét nhìn vào trong, vừa nghe thấy thế lập tức nhảy vào, khuôn mặt vui tươi hớn hở. Đây, vào đây. Sở Kiên đã sớm đứng trong phòng, lười biếng liếc nhìn anh một cái. Nụ cười toe toét của La Dịch lập tức cứng lại, anh lập tức đổi sang biểu tình của một người vô tội đang chịu vô vàn oan khuất. Vợ à, là vương gia bảo anh vào, anh không thể cãi lời vương gia. Sở Kiên nhíu mày, còn chưa kịp nói gì thì Long Tuấn Hạo đã nổi giận. Được rồi, lần đến đây là được, giờ thì lập tức mang lão bà nhà ngươi đi, bản vương đã nói không nhớ là không nhớ. Sau khi tạm biệt Hà Thiên Phàm, cậu liền quay về, ngồi ở tẩm cung cùng chó con, đợi tiểu thiếp nhà mình trở về. Ai ngờ chưa thấy được tiểu thiếp thì đặc công đã tới. La Dịch do do dự dự nhìn vợ mình, Sở Kiên quét mắt nhìn qua, anh lập tức ngoảnh mặt sang chỗ khác, lực chú ý của Sở Kiên lại thay đổi. Anh vỗ vỗ vai Long Tuấn Hạo, rồi mỉm cười thân thiện. Đừng thế chứ, đồng chí, tôi biết cậu sợ bị Lôi Nham trả thù, cũng biết trước kia cậu cũng là thành viên của tổ chức ấy. Tôi cam đoan, chỉ cần cậu chịu làm nhân chứng chỉ điểm, buộc tội Lôi Nham, tôi tuyệt đối sẽ bảo vệ cậu an toàn. Chỉ cần Lôi Nham bị bắt, cậu sẽ được tự do. Cậu thấy thế nào? Long Tuấn Hạo nhịn không được nhắc nhở. Người đã không còn là đặc công rồi. Nhưng sớm muộn gì, thì tôi cũng thành đặc công lại à. Nhưng bây giờ, người vẫn chưa thành. Long Tuấn Hạo lại nhắc nhở, nắm lấy tay anh, để thành khẩn nói. Hơn nữa, ta quả thật là không nhớ rõ mình đã phát hiện ra bí mật gì. Với lại, ngươi xem, cậu chỉ chính mình. Ta cũng là bệnh nhân ở đây, rối loạn thần kinh, căn bản là không thể đứng ra làm chứng được, đồng chí đặc công. Đúng thế vợ à, La Dịch vội vàng gật đầu, ở bên tâm tình khuyên bảo. Dù sao cậu ta có ra tòa làm chứng thì cũng không ai tin cả, huống chi cậu ta cũng đã nói là không nhớ rõ rồi. Em làm gì khổ công tìm kiếm, tìm phiền phức. Một câu còn chưa nói xong thì đã nhận được một cái liếc xéo của Sở Kiên, chỉ có thể ngậm ngùi câm miệng. Sở Kiên tiếp tục đổi sang biểu tình hiền lành. Đồng chí, cậu nói thế là không đúng. Tôi có thể thấy trạng thái tinh thần của cậu vô cùng bình thường. Cậu rõ ràng là vì trốn thoát sự đuổi giết của Lôi Nham nên mới giả bộ bệnh. Chuyện này tôi có thể nhìn ra. Long Tuấn Hạ ủ rũ nhìn La Dịch, nhẹ giọng hỏi. Trạng thái tinh thần của ta rất bình thường hả? La Dịch hối hả lắc đầu, ăn ngay nói thật. Lúc này rất không bình thường. Sở Kiên lại liếc xéo La Dịch một cái, rồi quay sang nhìn Long Tuấn Hạo. Long Tuấn Hạo không đợi anh mở miệng, đã ôm tay anh khóc lóc thảm thiết. Được rồi, đừng nói nữa, những chuyện này đều không quan trọng. Người hãy nghe trọng điểm lúc nãy của ta đi. Ta quả thật là không nhớ rõ. Thật à? Không phải gạt ngươi, cũng không phải lừa Lôi Nham. Thực sự là mất trí nhớ. Người hãy tha cho ta đi. Tha cho ta đi mà. Sở Kiên bẻ bẻ tay nhìn cậu. Ồ, mất trí nhớ. Long Tuấn Hạo hai mắt đẫm lệ, tha thiết gật đầu. Đúng là lý do quá kém mà. Sở Kiên vô cùng đau lòng nói. Thấy tình cảnh xấu, liền dạng mất trí nhớ làm cớ. Loại người tình nghi như cậu, tôi gặp nhiều lắm rồi. Chẳng có tinh thần sáng tạo gì cả. Tôi thật sự cảm thấy buồn lòng thay cho các cậu. Biểu tình của Long Tuấn Hạo lập tức cứng lại, xuống giường, bắt đầu đi tới đi lui. Sở Kiên lập tức bắt được cậu. Muốn chạy trốn sao? Rốt cuộc cũng chột dạ hả? Long Tuấn Hạo quay lại nhìn anh, tức giận đến run hết cả người, dùng sức giãy ra. Là Dịch thấy tình thế không ổn, vội vã tiến lại. Vương gia, ngài bất giận, đừng động thủ với vợ tôi. Cậu cũng thấy thần thủ của cậu ấy thế nào rồi mà. Lửa giận của vương gia nào đó vốn đang bốc cháy phừng phực, tức khắc tắt ngấm. Cậu vuốt vuốt mặt, vô cùng chăm chú nhìn Sở Kiên, thỏa hiệp nói.
Được rồi, ta đích xác là thấy được. Đồng chí Sở Kiên lập tức mỉm cười. Long Tuấn Hạo nói, nhưng bây giờ, ngươi không phải là cảnh sát, ta không thể nói cho ngươi biết. Đợi khi nào ngươi trở thành cảnh sát lại, thì hãy đến tìm ta. Sở Kiên lập tức nhíu mày. Chẳng bao lâu nữa đâu, cậu hãy nói cho tôi biết trước đi. Không được, Long Tuấn Hạo dứt khoát từ chối. Ai mà biết, ngươi cùng Lôi Nham có phải là cùng một nhóm hay không? Sở Kiên trừng mắt. Cậu nói gì thế? Sao tôi có thể chung một nhóm với anh ta được? Chứng cứ đâu? Người xem, Long Tuấn Hạo bước qua, đối mặt với anh, ra vẻ rộng rãi thương lượng. Không phải ta không chịu phối hợp, mà là vì ngươi không thể khiến ta tin tưởng. Như vậy đi, ngươi cứ về trước, đợi khi nào ngươi biến thành cảnh sát nhân dân, lại đến tìm ta. Sao nào? Đồng chí Sở Kiên bắt đầu lâm vào trầm tư. Long Tuấn Hạo lùi lại một bước, cắn cắn ngón tay, hồi hộp chờ đợi, hai mắt liếc tới liếc lui. Bỗng nhiên một ý tưởng lóe lên, tức tốc duỗi tay, quát lớn. Yêu Tinh! Ở đâu? Sở Kiên không chút nghĩ ngợi thốt lên, vội vã quay đầu nhìn, sau đó liền cứng người. Dạo gần đây, thời gian đầu óc cậu thanh tỉnh càng lúc càng nhiều, trí nhớ của 2 năm cũng chậm chậm tràn vào óc. Tuy hình ảnh có chút mơ mơ hồ hồ, nhưng cũng đủ để cậu biết trong 2 năm này mình đã làm những chuyện ngu xuẩn như thế nào. Chỉ là, dù biết thì biết, nhưng thân thể cậu vẫn vô thức phản ứng với một số việc, nên chuyện cậu cần làm bây giờ là chậm rãi khôi phục và điều dưỡng. Nơi ngăn tủ nhỏ, chú chó con vừa thò đầu ra liền thấy một thanh niên trẻ tuổi, tướng mạo văn nhã, đang nhìn mình chừng chừng. Ánh mắt ấy gọi là vô cùng khủng bố, khiến nó sợ hãi, lập tức rụt cổ về. Sở Kiên vẫn duy trì trạng thái hóa đá. Là Dịch cẩn thận cọ cọ qua. Vợ à! Cút! Sở Kiên giống to. Đừng có gọi tôi, tất cả là do anh. Nếu không phải lúc trước anh để cho tôi nổ súng, thì tôi đã chẳng phải rơi vào tình cảnh này. Rồi rồi rồi, anh sai rồi, anh vô cùng có lỗi. Sở Kiên hử một tiếng, quay đầu nhìn Long Tuấn Hạo. Được rồi, lần sau tôi lại đến tìm cậu. Long Tuấn Hạo lập tức duỗi móng vuốt cam đoan. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ nói hết những gì ta biết cho ngươi. Đồng chí Sở Kiên liền thỏa mãn bước đi. La Dịch nhìn vị vương gia nào đó, kinh ngạc hỏi. Bộ cậu nhìn thấy chuyện cơ mật của Lôi Nham thật hả? Long Tuấn Hạo yên lặng nhìn anh, yếu ớt hỏi. Ngươi nói, nếu ta cho hắn biết, thứ ta nhìn thấy là video luyện nói của Lôi Nham, hắn sẽ tin sao? La Dịch nhăn nhó nhìn cậu nửa ngày, cuối cùng vỗ vỗ vai cậu, không nói gì, quay người ra cửa. Vợ à, chờ anh với. Biến về làm việc đi. Đừng, vợ à. Anh bỗng nhiên nghĩ ra một cách giúp em có thể trở lại làm việc nè. Ồ, là cách gì? Đừng có gấp. Đến, chúng ta trở lại phòng, tắm rửa một cái, sau đó lên giường, đắp chăn nói chuyện nào. Cút. Lòng Tuấn Hạo nhìn hai người rời đi, lại trở về ngồi xổm trên sàn, lôi chó con ra, ôm vào ngực, tiếp tục đợi tiểu thiếp nhà mình. Uống. Cầm miệng. Ô. Hà Thiên Phàm ngồi ở bên ngoài, hút hết điếu thuốc, sau đó chậm rãi ngồi đợi vị thuốc lá trên người mình bay bớt mới đứng dậy vào phòng. Vù Ngạo đã ngủ, anh cúi đầu nhìn khuôn mặt khiến mình vừa nhìn thấy lần đầu tiên đã không cách nào rời mắt, nhẹ chân tiến lại gần, kéo chăn đắp kín cho cậu, sau đó ngồi bất động ở bên giường. Người này vốn thông minh, sau khi giải thôi miên tất nhiên sẽ phát hiện những khoảng trống trong ký ức. Có khi chưa đợi Lôi Nham vạch trần, người này liền phát hiện anh đã động chân động tay. Đến lúc đó, nhất định sẽ tìm anh tính sổ như vậy. Hay là cứ đợi thương tích của cậu ấy lành hẳn, ít nhất cũng đến khi miệng vết thương không nứt ra. Hà Thiên Phàm, anh vậy mà cũng có ngày, vì một người lo lắng chu đáo như vậy, thật sự là khó thấy được. Anh vô thức buồn tay, muốn lấy thuốc hút, ngừng một chút, cuối cùng vẫn buông tay xuống. Vù Ngạo nắm chặt hai mắt, hô hấp đều đặn. Cậu có thể cảm giác được Hà Thiên Phàm vẫn luôn ngồi ở bên cạnh mình. Nếu như là thường ngày, cậu nhất định sẽ khen một câu, thật nghe lời, lại cười tà, hỏi có phải anh không nỡ rời cậu đi hay không. Nhưng từ khi nghe thấy những lời kia, cậu mới nhận ra cái gọi là thường ngày chẳng qua đều là giả dối, là những lời nói dối về một tình yêu tươi đẹp được anh cố ý thêu dệt nên. Điều này không khỏi khiến cho cậu cảm thấy thất vọng và đau khổ.
Người bên cạnh vẫn chưa rời đi. Cậu cũng từ từ mở mắt. Hạ Thiên Phàm thấy cậu đã tỉnh, cười hỏi. Ngủ no rồi. Vu Ngạo ừ một tiếng. Lúc nãy hơi mệt nên mới ngủ một chút. Cậu nhìn khuôn mặt phong lưu trước mắt, chậm rãi vươn tay nắm chặt lấy tay anh. Cố chấp khiến 10 ngón tay đan vào nhau. Hạ Thiên Phàm khẽ chấn động, rũ mắt, thuận theo cậu. Vu Ngạo nhìn chăm chú vào hai bàn tay đan xen ấy, tùy ý hỏi. Này, anh nói lại cảnh chúng ta gặp nhau đi. Hạ Thiên Phàm kinh ngạc nhìn cậu. Vì sao? Bởi vì em muốn nghe anh nói. Vu Ngạo dương mắt nhìn anh, khóe môi nhếch lên nụ cười tà thường ngày. Một thời khắc lịch sử vô cùng vĩ đại, em muốn xem anh có quên hay không. Em đúng là nhàm chán mà. Hạ Thiên Phàm cố gắng không nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của cậu, chậm rãi mở miệng. Khi đó anh đang nghỉ phép, bị Lê Hiên phái đi tham gia một buổi giao lưu học thuật, sau đó lại thăm viện an dưỡng của một người bạn. Lúc ấy em vừa nhập viện không lâu. Là một người hai nhân cách, tất nhiên là nhân cách này của em cũng không có ký ức của nhân cách kia. Anh nói cho em rõ mọi chuyện đã qua. Sau đó, Vu Ngạo lẳng lặng nghe đáp án giống y như trong trí nhớ của mình, không khỏi nhắm mắt lại. Những chuyện đó chẳng lẽ đều do người này một tay sáng tạo ra sao? Hạ Thiên Phàm nói xong, thấy cậu đã nhắm mắt, cho rằng cậu lại ngủ, liền chậm chậm rút tay ra. Mà Vu Ngạo lại bỗng nhiên siết chặt, trầm giọng nói. Không được bỏ ra. Hạ Thiên Phàm liếc cậu một cái, cuối cùng không phản kháng. Anh vẫn ngồi đó đến tối, sau đó về phòng bên cạnh ngủ. Từ khi Vu Ngạo bị thương, anh vẫn luôn suy nghĩ đắn đo nên chẳng thể nào ngon giấc. Mà Vu Ngạo kể từ hôm nay cũng bắt đầu mất ngủ. Cậu nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, chậm rãi hình dung lại những ký ức được lưu giữ trong đầu. Mỗi một lần nhớ lại đều không thể không nghĩ đến khuôn mặt của người kia, con người mà cậu yêu sâu đậm. Cuối cùng đành thở dài bất đắc dĩ. Ngày hôm sau, Hạ Thiên Phàm lại đến chăm sóc cậu như thường lệ. Vu Ngạo hết sức phối hợp, thỉnh thoảng còn không khống chế được đùa giỡn anh một chút, ăn ít đậu hũ, nhìn anh bị mình đùa đến tạc mao, rồi cười đùa trôi qua. Cậu giả bộ rất tốt, không có chút sơ hở nào. Hạ Thiên Phàm cũng không hề nghi ngờ. Hai người trải qua một thời gian êm đềm. Vu Ngạo cũng không biết khi nào người kia sẽ giải thôi miên cho cậu, nhưng qua vài ngày này cũng đoán được đại khái. Cậu nhìn vết thương trên vai trái đang dần khép lại, trầm mặc không nói. Ăn cơm nào. Lúc này cửa phòng mở ra, Hạ Thiên Phàm mang đồ ăn bước vào, đặt trên bàn. Vu Ngạo gật đầu, xuống giường, vào nhà tắm rửa mặt rồi đi ra. Cậu vừa rời giường cũng không mặc áo, vừa bước ra liền thấy Hạ Thiên Phàm đang nhìn chằm chằm vào vai trái của mình. Cậu khẽ nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy bực bội. Cậu không chút nghĩ ngợi đẩy cái bàn sang một bên, dưới ánh mắt khó hiểu của Hạ Thiên Phàm, kéo mạnh anh vào lòng, cúi đầu xuống hôn. Chẳng lẽ anh muốn nhanh chóng vứt bỏ em đến thế sao? Nụ hôn này hung ác mà cuồng nhiệt, không để cho người có cơ hội phản kháng. Hạ Thiên Phàm thử đẩy cậu ra, lại bị cậu càng thêm dùng sức hôn lấy. Khoang miệng hoàn toàn căng ra, đầu lưỡi bị cuốn lấy chặt chẽ, khiến anh có cảm giác mình sắp bị cậu nuốt vào bụng. Vu Ngạo hôn thật lâu mới chịu buông anh ra. Con người cũng trở nên sâu thẳm. Hạ Thiên Phàm thở dốc mấy cái. Lại nổi điên làm gì? Câu nói còn chưa kịp dứt đã bị Vu Ngạo đẩy ngã xuống giường, rồi lại bị người phía trên hôn thêm lần nữa. Vu Ngạo cắn cắn môi anh một cái, trầm giọng khàn khàn nói. Sai rồi, không phải nổi điên, là động dục. Dứt lời lại hôn xuống, tay cũng bắt đầu trượt xuống, cởi quần áo của anh. Hạ Thiên Phàm nắm vai cậu, cảm nhận được sự vội vã của Vu Ngạo, thở dài một tiếng, chậm rãi không phản kháng nữa. Vu Ngạo cảm giác được sự thay đổi của anh, ngẩng đầu lên, nhìn anh một lúc, rồi tiếp tục công việc của mình. Chỉ chốc lát sau, quần áo của cả hai đều đã cởi sạch trơn. Cậu lại cúi đầu hôn hôn anh, ôm lấy anh thật chặt, lồng ngực trần của cả hai kề sát vào nhau. Độ ấm theo từng nụ hôn nồng nhiệt cứ dần dần tăng lên. Cả hai đều cảm nhận được rõ ràng nhịp tim nhanh thất thường của mình. Anh có yêu em không? Vu Ngạo rất nghiêm túc hôn anh, không chịu buông tha bất cứ chỗ nào trên người anh. Những nụ hôn dày đặc ấy gần như tuyệt vọng. Anh có thể yêu em không? Cổ họng Hạ Thiên Phàm tràn ra một tiếng rên rỉ. Vu Ngạo cũng gần như không làm bao nhiêu tiền hí,
liền mạnh mẽ xông vào, toàn bộ đâm vào trong anh, khiến anh không khỏi thở dốc nói: "Nhẹ chút." Dáng chịu đựng một chút, Vu Ngạo chậm rãi rút ra, lại hung hãn tiến vào, từng cú va chạm mang theo khoái cảm ngập trời. Cậu không khỏi nhắm mắt lại cảm thụ trong chốc lát, tiếp đó cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ ửng của người dưới thân, nhịn không được lại cúi xuống hôn anh. "Em yêu anh." Cậu vừa chuyển động kịch liệt, vừa ghé vào tai anh, thấp giọng nói: "Em yêu anh." Ý thức của Hà Thiên Phàm đã sớm bị cậu làm cho mơ hồ, trên cơ bản chẳng nghe được cậu đang nói gì. Vu Ngạo cắn vành tay anh một cái, giọng nói thậm chí đã nghẹn ngào: "Em thật sự rất yêu anh. Dù cho những việc ấy đều là giả dối, dù cho em biết rõ sự thật này, nhưng em vẫn rất yêu anh. Bởi vì lúc này đây, em hoàn toàn đắm chìm vào tình yêu này. Bởi vì hiện tại, anh chiếm trọn trái tim em." Hai người vẫn một mực dây dưa không ngớt. Cuối cùng, Hà Thiên Phàm mơ mơ màng màng, bị người kéo vào phòng tắm rửa sạch, rồi lại bị kéo ra. Trong khoảng thời gian ấy, ý thức của anh luôn ở trong tình trạng an dã. Sau khi bị Vu Hạo kéo ra khỏi phòng tắm, Hà Thiên Phàm nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, nhìn đồ ăn trên bàn, ai ai thở dài. Đồ ăn đều nguội hết cả rồi, ban ngày tuyên dâm là không đúng đâu. Vu Ngạo nằm ở một bên, nghe vậy nở nụ cười. "Sao lại không đúng? Em chính là thích ban ngày áp anh đó, không được à?" Hạ Thiên Phàm bỗng nhiên nhớ tới mấy lần kinh nghiệm thương đau khi trước, lập tức cứng người. Một lát sau mới hoàn hồn, vội vã nói sang chuyện khác. "Thế anh đi hâm nóng đồ ăn cho em." "Không cần, anh để cho mấy cô kia làm đi." Vu Ngạo lần nữa kéo anh về giường, tùy ý mặc quần áo vào, đem thức ăn ra ngoài giao cho một y tá, sau đó nhanh chóng quay lại. "Muốn ngủ không? Còn muốn ngủ một lát?" Cậu nằm xuống, nhìn chăm chú vào anh hỏi. "Không sao." Hạ Thiên Phàm trở mình. "Chỉ là eo mỏi một chút." Vu Ngạo đáp lời, vươn tay ra. "Em giúp anh xoa bóp. Chỗ này à?" Hạ Thiên Phàm gật đầu, chậm rãi nhìn cậu, chăm chú nhìn thẳng vào đáy mắt cậu. "Vu Ngạo, thật xin lỗi. Tạm biệt." Bàn tay đang xoa bóp trên lưng từ từ buông lỏng, cuối cùng vô lực rủ xuống. Con người Hà Thiên Phàm thâm trầm một chút, nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, đứng dậy mặc quần áo, thay cậu đắp chăn. "Tôi nghĩ hình như tôi thích cậu một chút rồi. Có lẽ lần sau gặp mặt, tôi sẽ nhìn cậu thuận mắt hơn." Cửa phòng lúc này bị người đẩy ra. "Chủ tử, đồ ăn đã hâm xong." "A." Hà Thiên Phàm ra hiệu cho cô im lặng, sau đó phất tay, ý bảo ra ngoài. Sau đó, anh cúi đầu nhìn người trên giường một lúc, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, rồi mới xoay người bước ra ngoài. "Cuối cùng, ngay cả điểm tâm cũng không cho cậu ăn. Tôi đúng thật là tuyệt tình." "Chó con mập rồi. Trong thời gian này, Long Tuấn Hạo ăn nó cũng ăn. Long Tuấn Hạo ngủ, nó cũng ngủ. Long Tuấn Hạo không ngủ, thì nó chui vào lòng Long Tuấn Hạo ngủ. Cho nên, giờ mập rồi." Lúc này, nó đang mơ thấy được gặm xương, đột nhiên lại bị người ta quẳng xuống, sợ đến nỗi tỉnh cả ngủ. Nó trừng mắt nhìn người vừa đứng dậy, rốt cuộc bị ánh mắt người kia dọa sợ, bốn chân nhanh chóng bỏ đi. Thực sự quá khủng bố. Long Tuấn Hạo tức giận phừng phừng, đứng trong tẩm cung. Hôm nay đã là ngày bao nhiêu rồi? Tiểu thiếp vừa nạp vào cửa, vừa đảo mắt đã biến mất. Dù cho là đi đầu thai, thì giờ cũng phải trở về rồi chứ. Buồn cười. Vương già phẫn hận xoay quanh. Dám để bản vương đợi lâu như vậy còn chưa trở về, đổ vô trách nhiệm. Hắn vòng vo trong phòng một hồi, tự làm cho mình chóng mặt, hôn mê. Đương nhiên lần này chẳng có ai đỡ, chỉ có thể tự mình xoa trán, run rẩy đi ra ngoài. Hắn muốn đi hít thở không khí, tắm nắng, tiện thể sát trùng. Hắn không thể để một nam nhân như thế biến mình thành hòn vọng phu. Long Tuấn Hạo đứng trong tiểu viện dưới ánh mặt trời sáng lạn mà suy tư. Trong đầu lướt qua những cái tên Lê Hiên, Sở Kiên, Túc Tòng hết một lượt, cuối cùng quyết định đi tìm Vương Phi nhà mình. Đồng chí Thúc Văn gần đây không ra khỏi cửa. Các loại sách chất trong phòng càng ngày càng nhiều. Long Tuấn Hạo đi vào thì thấy cậu đang tập trung tinh thần đọc sách giữa một đống sách ngổn ngang. Xung quanh còn bày các loại công thức rậm rạp, làm cho người hoa mắt, sửng sốt hỏi. "Y đang làm cái gì vậy?" Vị y tá phía sau lập tức nhẹ nhàng đáp. "Hồi vương gia, vương phi đang dưỡng thai,
muốn sinh cho vương gia một tiểu vương gia thật thông minh, nên quyết định trau dồi tri thức càng sớm càng tốt. Long Tuấn Hạo dại ra, ngắc ngứ gật đầu, đi quanh Thúc Văn một vòng. Thúc Văn vẫn cứ vùi đầu vào đọc như cũ, không chút phản ứng. Hắn ngẩng đầu nhìn y tá. Y như vậy bao lâu rồi? Từ khi vương gia về phòng đến giờ. Vương gia cắn ngón tay suy nghĩ, rồi đi vòng quanh một lần nữa, thử kêu. Vương Phi. Đồng chí Thúc Văn không hề phản ứng. Vương gia hắng giọng, lại nhẫn nại kêu. Ái Phi. Thúc Văn bình tĩnh lật trang đọc tiếp. Vương gia vội ho một tiếng, ôn nhu gọi. Nương tử. Hai mắt Thúc Văn lập tức sáng lên, cúi đầu, bắt đầu tính toán cái gì. Một đám công thức dài dằng dặc. Thử. Vương gia thực sự nổi giận quá to. Còn vợ hư hỏng, người ngẩng đầu lên cho bọn vương. A. Đồng chí Thúc Văn giật bắn mình, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Long Tuấn Hạo, vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt ngơ ngác. Thậm chí, những công thức kia còn chưa biến mất trong tròng mắt, trôi qua trôi lại bên trong. Long Tuấn Hạo run lên, chợt nhớ tới chuyện cô thần đã kể. Thầm nghĩ, người này trước đây không phải là trạng thái này đấy chứ. Hắn bước lên trước, nắm hai vai Thúc Văn lắc mạnh, dùng sức lắc, liều mạng lắc, cho đến khi thấy cậu ta ném sách ôm đầu mới thôi. Này này, nhìn xem, ta là ai? Thúc Văn cảm thấy có một đàn chim đang bay quanh đầu mình. Mơ hồ thật lâu mới thấy rõ người trước mặt là ai. Mở miệng. A. Long Tuấn Hạo vội vàng vỗ mặt cậu, kiên nhẫn hỏi. Nhìn cho kỹ, ta là ai? Thúc Văn lập tức ngượng ngùng. Phu quân. Ai à. Rốt cuộc, con tim Long Tuấn Hạo cũng đã thả lỏng. Bằng không, hắn không biết mình có thể vượt qua nổi sự đả kích khi phải đối mặt với việc mất cả đại phu nhân lẫn tiểu thiếp hay không nữa. Thúc Văn lại tiếp tục ngượng ngùng. Phu quân, người lại tới thăm Luân gia rồi. Long Tuấn Hạo gật đầu, nhìn đống sách xung quanh, quyết đoán kéo Thúc Văn dậy. Đi, chúng ta ra ngoài đi dạo, đi bộ có lợi cho thai nhi. Vâng. Thúc Văn ngoan ngoãn theo Long Tuấn Hạo ra ngoài, cầm tay phu quân nhà mình, vẻ mặt muốn bao nhiêu hạnh phúc liền có bấy nhiêu hạnh phúc. Hai người chậm rãi đi dọc con đường nhỏ. Cậu đột nhiên hỏi, ủa, muội muội đâu? Hắn không cần ta nữa. Giọng Long Tuấn Hạo thấp giọng đáp. Hít hít mũi, quay đầu nhìn Thúc Văn, thương cảm nói. Hắn nếu không phải hồng hạnh xuất đường, cũng là bị người ta tiền giam hậu sát. Nói chung là bỏ mặc ta rồi, làm sao bây giờ? Không sao đâu. Thúc Văn vỗ vỗ tay Long Tuấn Hạo, ôn hòa nhỏ nhẹ khuyên. Còn có Luân gia mà. Hoặc là ngày nào đó ta sẽ tuyển về mấy người thuận mắt nạp vào cửa. Long Tuấn Hạo khựng lại. Thì ra như vậy cũng có thể làm ngươi thỏa thiệp sao? Thúc Văn còn đang tiếp tục suy nghĩ. Nhất định phải tìm một người biết điều. Bằng không, nạp vào lại là loại người nhân phẩm không tốt. Không may sẽ chính là chúng ta. Ngươi muốn một người biết điều, vậy chỉ có thể là cầm thú. Thanh âm Long Tuấn Hạo càng ngày càng nhỏ, đột nhiên nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là Vu Ngạo bị thôi miên. Phu quân, ngươi nói gì? Ta nói, ta biết một người như thế, nhưng không biết bây giờ sống hay chết. Đi, đi xem. Long Tuấn Hạo nói xong thì kéo cậu đi. Lòng nghĩ, Hạ Thiên Phàm nếu như giải thôi miên rồi thì chắc chắn đã chết. Cứ theo như tính Vu Ngạo, nhất định sẽ trói cầm thú lại, rồi tiền đâm hậu sát, cuối cùng phơi xác ở nơi hoang dã. Thúc Văn bị lôi đi, hai người nhanh chóng tới tiểu viện của Vu Ngạo. Hạ Thiên Phàm rốt cuộc làm xong việc lớn, chậm chạp đi về. Mấy ngày nay, thần kinh anh luôn trong trạng thái căng thẳng, ngủ không được, nên bây giờ phải về ngủ bù. Lúc này, anh biết mình không còn sống được bao lâu, nhưng cũng không muốn tránh, nên quyết định mặc kệ tất cả mà ngủ thật ngon. Thế nhưng, đúng lúc này, lại nghe một tiếng hét lớn truyền ra từ gian phòng sát vách. Anh liền giật mình bật dậy. Cầm thú, người đi ra cho bản vương. Anh lấy lại bình tĩnh, vội vàng xuống giường, đi qua phòng bên cạnh, thì thấy Long Tuấn Hạo và Thúc Văn đang đứng ở một góc phòng, mà Vu Ngạo vốn ở trên giường, giờ lại không thấy đâu. Hạ Thiên Phàm hoảng hốt bước tới hai bước, sau đó khựng lại. Chuyện gì đây? Long Tuấn Hạo chỉ vào một góc trong phòng, bất khả tư nghị nhìn Hạ Thiên Phàm. Người thực sự làm vậy rồi. Hạ Thiên Phàm hoàn hồn, đôi mắt tối đi, ai ai thở dài buông tay. Như cậu thấy đấy. Long Tuấn Hạo yên lặng quay đầu nhìn sang bên kia góc tường. Tiểu Lam,
hay là tiểu nấm hương đang nhu thuận ngồi xổm trong góc lặng lẽ một mình lớn lên, nhìn thấy cậu đến thì rất vui mừng. Nhân viên nấm hương, anh lại tới. Long Tuấn Hạo vô thức gật đầu. Cô thần từng nói, u ngạo bởi vì tác dụng của thôi miên đã áp chế một nhân cách khác, cho nên trong khoảng thời gian bị thôi miên, Tiểu Lam không hề xuất hiện. Mà bây giờ Tiểu Nấm Hương đã ở đây, cũng có nghĩa là Cẩm Thú đã giải thôi miên. Cẩm Thú, ngươi thực sự không sợ chết sao? Hạ Thiên Phàm nhìn người đang ngồi xổm trên sàn, nhìn khuôn mặt của người nọ một lúc rồi lại thở dài. Sớm muộn gì cũng chết. Tiểu Nấm Hương ngồi chồm hổm trên sàn, nhìn Long Tuấn Hạo rồi lại nhìn Thúc Văn, sau đó kinh ngạc hỏi, nhân viên Nấm Hương lần trước đâu, sao lại không tới? À, hắn sao? Long Tuấn Hạo không nghĩ gì đã nói, hắn bị người ngoài hành tinh mang đi. Vì sao? Bởi vì hắn không tuân thủ đạo làm chồng. Long Tuấn Hạo đi tới xoa đầu Tiểu Lam, kiên nhẫn dạy bảo, cho nên người sau này nhất định phải tuân thủ đạo làm chồng để không bị giống như hắn, hiểu không? Ừ, đã biết. Tiểu Nấm Hương nghe lời gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên Phàm, nhìn anh một lát rồi mới nói, nhìn anh rất giống một đồng loại của tôi trước đây, tiếc là cậu ta đã hư mất rồi. Hạ Thiên Phàm nói, cậu ta đã hư từ lâu rồi, tôi đã tự mình đưa cậu ta về trời. Anh vừa nói vừa đi tới trước mặt Tiểu Nấm Hương. Cậu biết tôi là ai không? Biết. Tiểu Lam nhu thuận gật đầu. Anh là người tưới nước cho tôi. Trên trán Long Tuấn Hạo không khỏi rơi xuống ba đường hắc tuyến, cùng một khuôn mặt, không thể động là đồng loại, có thể động là người chăm sóc. Cây nấm hương này cũng thật biết cách phân loại quá. Hắn nhìn phía Hạ Thiên Phàm, sau đó lập tức che mặt. Cẩm Thú a, Cẩm Thú, người quả nhiên dù trong tình huống nào cũng không thay đổi bản chất. Hạ Thiên Phàm ngồi chồm hổm trên sàn, nhìn chằm chằm vào mặt Tiểu Lam, hai mắt tỏa sáng, lòng thầm nghĩ, anh vẫn luôn đặt lực chú ý vào vô ngạo nên quên mất mục đích trục lợi ban đầu. Vốn là anh coi trọng Tiểu Lam mới mang người vào, ai dè tới giờ còn chưa ăn được, trái lại làm cho thân mình chật vật. Tiểu Nấm Hương không cảm nhận được nguy hiểm, vẫn nhu thuận nhìn Hạ Thiên Phàm, còn nở nụ cười biết ơn với anh. Hạ Thiên Phàm không khống chế được, nuốt nước bọt một cái, rồi chậm rãi đưa tay sờ cậu. Tiểu Lam lại ngoan ngoãn để cho anh sờ. Hạ Thiên Phàm chợt nắm chặt tay, nhất thời xúc động run rẩy. Đây mới là mỹ nhân của anh, một mỹ nhân nhu thuận, không biết phản kháng, có thể tùy tiện vuốt ve. Anh đã bao lâu rồi không hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy rồi. Dù sao thì anh cũng là người sắp chết, Hạ Thiên Phàm nghĩ, hai mắt càng tỏa sáng. Trước khi chết mà có thể ăn cậu một lần, thì có chết cũng không hối tiếc. Này, Cầm Thú, Long Tuấn Hạo thấy thì vội vàng nhắc nhở. Người cũng biết, U Ngạo có Tiểu Lam ký ức. Người xác định muốn làm thế sao? Nghĩ lại đi, đó là U Ngạo. Hạ Thiên Phàm cứng người, trong đầu liền hiện lên một đôi mắt tà khí mà chuyên chú nhìn anh. Cảm giác trái tim như bị kim đâm. Anh nhanh chóng hoàn hồn, nhìn lại khuôn mặt ấy lần nữa, đưa tay nhéo nhéo, chán chường nói. Có khi nào ăn được phân nửa thì cậu ta đi ra không? Ai biết, anh cứ thử một chút xem sao. Vẻ mặt Hạ Thiên Phàm lập tức tối sầm. Giờ anh tạm thời không muốn gặp người kia, lại càng không muốn đối mặt với ánh mắt trêu tức nhưng không có một chút tình cảm nào của người ấy. Nó như nhắc nhở anh khoảng thời gian thâm tình trước đó chỉ đơn giản là một giấc mơ. Thôi quên đi. Anh thỏa hiệp đứng dậy, tiện tay rút ra một điếu thuốc, chậm rãi rời phòng. Long Tuấn Hạo nhìn Tiểu Lam, phân phó Vương Phi ở lại chăm sóc và hôn đúc tình cảm với Nấm Hương, rồi cũng đi ra. Này, Cầm Thú, người có số cô thần không? Hạ Thiên Phàm không đáp, giữ điếu thuốc trong miệng, lấy điện thoại ra bấm số rồi đưa cho Long Tuấn Hạo. Long Tuấn Hạo nhìn điện thoại di động, ánh mắt so với Cẩm Thú lúc nhìn Tiểu Lam trước đó càng sáng hơn. Hắn cọ cọ tay vào ống quần, run tay nhận điện thoại, hưng phấn đặt lên bên tai. Sau khi nghe thấy tiếng chuông thì há hốc miệng, vỗ đùi cái đét. Ôi chao, thật quá là kỳ diệu. Hạ Thiên Phàm vẻ mặt vặn vẹo. Nhiều chuyện xảy ra làm cho anh quên mất kẻ này cũng là một bệnh nhân. Anh tỉ mỉ quan sát, nghĩ thầm, đây là muốn phát bệnh rồi sao? Long Tuấn Hạo không để ý tới vẻ mặt của Hạ Thiên Phàm, hết sức chăm chú lắng nghe. Điện thoại nhanh chóng có người tiếp, thanh âm cô thần rõ ràng vang lên bên tai. Ồ, bác sĩ Hà, có việc gì thế?
Hạo Hạo gần đây thế nào? Long Tuấn Hạo lập tức cười to, cười như điên như dại không ngừng. Đúng là có tiếng này, thực sự nghe được này. Làm sao mà làm được vậy? Khoa học kỹ thuật phát triển thật có ích. Giống như cái điện thoại này, đúng là đồ tốt. Người nào dùng điện thoại đáng lẽ phải cung kính, dâng hương bái lại người phát minh mới đúng. Ha ha ha. Hà Thiên Phàm run rẩy đốt thuốc, run rẩy gọi. Vương gia. Lòng Tuấn Hạo không để ý tới anh, tiếp tục hưng phấn cầm điện thoại lẩm bẩm. Cô thần bên kia đầu dây rốt cuộc tỉnh lại. Là Hạo Hạo sao? Ừ, là ta. Lòng Tuấn Hạo cực kỳ hạnh phúc, cười hề hề. Ngươi nghe được tiếng ta sao? Ừ, thật ư? Long Tuấn Hạo lại càng vui vẻ. Đây là lần đầu ta gọi điện thoại. Lần đầu đó. Không ngờ lại thành công. Ta quả nhiên rất lợi hại. Hạ Thiên Phàm đánh rơi bật lửa xuống đất. Cô thần nói. Hạo Hạo, em bình tĩnh chút. Bên cạnh em có người không? Có, Cẩm Tú đang ở cạnh này. Long Tuấn Hạo lúc này mới liếc nhìn Hạ Thiên Phàm một chút, rồi nhíu mày. Nếu người muốn nói chuyện với hắn thì khỏi đi. Hắn đã giải thôi miên cho Vô Ngạo. Bây giờ trông có vẻ rất thê thảm, có cảm giác trôi trôi theo gió ấy. Hạo Hạo, cô thần nói. Anh nghĩ anh ta như vậy không phải bởi vì Vô Ngạo đâu. Vậy là vì gì? Vì em bình tĩnh chút đi. Không sẽ bị người ta nghĩ là... em hiểu không? Long Tuấn Hạo dùng mình, cẩn thận nhìn lại Hà Thiên Phàm. Sau đó chạy tới góc phòng, rồi lại cảnh giác nhìn lại. Thấy Hà Thiên Phàm không đi theo mới nói tiếp. Được rồi, ta đã biết. Người nói đi. Tiếng cô thần thả lỏng hơn. Em gần đây khỏe không? Không khỏe. Long Tuấn Hạo rốt cuộc cũng nhớ tới mục đích của mình, bắt đầu giống vào điện thoại. Dân đen, đến tục cùng là ngươi hồng hạnh xuất tường với kẻ nào? Không trả lời là cam chịu. Long Tuấn Hạo nổi giận. Ngươi là tên thay đổi thất thường, hồng hạnh xuất tường, làm bản vương phải đợi ngươi lâu vậy. Ngươi lại tiêu diêu khoái hoạt với người khác. Hạo Hạo, đừng có gọi ta. Trái tim bản vương đã bị ngươi làm tổn thương rồi. Long Tuấn Hạo lại giống vào điện thoại một trận. Nói, ngươi gạt ta đi tìm Lôi Nham phải không? Ừ, anh không thể để chuyện lần trước lại xảy ra. Em hãy ngoan ngoãn đợi ở đó đi. Anh sẽ nhanh chóng trở về. Không được, ngươi nói cho ta biết ngươi định làm gì trước đã. Anh về rồi sẽ nói hết với em. Được rồi, anh còn đang bận việc. Em nhớ chăm sóc tốt chính mình. Không được. Ngoan nào. Ngoan cái đầu ngươi. Bản vương không phải con nít. Đủ rồi. Cô thần đổi thành giọng nghiêm túc. Anh thật sự bận việc. Sao? Long Tuấn Hạo ngồi xổm dưới đất, nghiến răng nửa ngày. Cuối cùng hòa hoãn nói. Thôi được. Ngươi nhanh nhanh trở về. Ừ. Tạm biệt. Long Tuấn Hạo nhìn chằm chằm cái điện thoại, rồi chậm rãi quay trở lại, đưa điện thoại cho Cẩm Thú. Hạ Thiên Phàm liếc mắt nhìn Long Tuấn Hạo, đưa tay muốn lấy lại điện thoại. Long Tuấn Hạo cắn môi, nhìn điện thoại trên tay mà không nỡ. Khi anh sắp đụng tới cái điện thoại, thì hắn vô thức rụt tay lại, sau lại đưa ra, rồi lại rụt về. Cứ như vậy vài lần. Bằng không, Hạ Thiên Phàm nói, tôi lấy sim ra, rồi tặng cái máy này cho cậu. Dù sao tôi cũng sắp chết. Long Tuấn Hạo khóc không ra nước mắt. Không có sim, làm sao ta gọi điện thoại? Vậy, Hà Thiên Phàm suy nghĩ một chút nói. Như vậy đi, chờ khi tôi chết, cậu lấy sim tôi mà dùng. Muốn gọi cho ai thì cứ gọi. Bên trong có rất nhiều số của mỹ nhân, cậu gọi thoải mái. Long Tuấn Hạo bĩu môi, đưa lại điện thoại cho anh. Ta mới không cần giống cầm thú như ngươi. Long Tuấn Hạo không quan tâm tới anh nữa, vào phòng tìm ái phi của mình. Hà Thiên Phàm đứng ngoài nhìn vào trong một hồi, cuối cùng cũng không vào trong, mà đứng một mình bên ngoài hút thuốc. Nicotine tràn vào lồng ngực, tạm thời giảm bớt đau đớn nơi thần kinh. Lần tiếp theo thức tỉnh của Vô Ngạo là đêm khuya. Người đang nằm trên nệm giường mềm mại. Tiểu Lam, dù thích trồng nấm, nhưng mỗi khi ngủ đều nhào lên giường lớn ngủ, thật không biết trong đầu cậu lý luận kiểu gì. Cậu mở đèn trên đầu giường, lật chăn lên, lấy ra một cây kim được cắm vào. Cây kim này cậu lấy từ phòng trực ban, để khi người kia thôi miên mình thì có thể giữ được tỉnh táo. Ai dè, người nọ lại chọn sau khi thôi miên xong, lúc thả lỏng nhất ra tay. Đúng là chết tiệt. Cậu ném cây kim xuống, rồi lại sờ sờ đầu gối. Phía dưới gối là một cái USB. Bên trong là toàn bộ tư liệu ghi lại mấy ngày qua của cậu và người kia. Để ngừa trường hợp cậu bị thôi miên thành công, ký ức bị xóa,
sau này có thể thông qua cái này để biết được hoặc nhớ lại. Nhưng mà những thứ này đều không cần dùng. Không ngờ cậu thực sự có hai nhân cách. Thôi miên vừa giải trí nhớ của cậu liền quay về. Sau đó chìm luôn vào giấc ngủ, đánh thức Tiểu Lam. Cho nên người bị xóa trí nhớ sau này là Tiểu Lam. Nhưng Tiểu Lam vốn không có trí nhớ của mấy ngày vừa qua, cho nên xóa trí nhớ không có mấy tác dụng. Cho nên bây giờ cậu chính là Vô Ngạo trước kia. Cậu thêm trí nhớ mấy ngày nay nữa. Đây vốn là quyết định của cậu, bởi vì cậu không thể sống dưới lời nói dối của cả đời, nên muốn giữ lại tất cả trí nhớ của mấy ngày này. Quyền quyết định sẽ giao cho cậu của bây giờ. Vậy giờ làm cái gì đây? Vô Ngạo ngồi trên giường tự hỏi. Lúc này cậu cực kỳ tức giận. Người kia không những làm cho cậu phản bội Lôi Nham, còn bày trò thôi miên để cậu yêu anh ta. Đúng là tên chết tiệt. Cậu xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Lúc sau thì tới gian phòng của Hà Thiên Phàm, đứng bên giường, nhờ vào ánh sáng yếu ớt ngoài hành lang quan sát khuôn mặt của anh. Sau đó, chậm rãi bóc cổ anh, bóp chặt xuống cả tấc. Hà Thiên Phàm ngủ rất say, nhưng cảm giác khó thở làm anh nhanh chóng tỉnh lại. Anh mở mắt nhìn, thân thể liền cương cứng. Anh biết người trước mặt là ai, liền không nhúc nhích để mặc cho cậu bóp cổ. Đúng là đã chuẩn bị cam tâm tình nguyện chết. Vù ngạo thở dài dưới đáy lòng, thả lỏng tay, mở đèn, rồi nắm lấy cằm anh, sát lại gần. Ồ, tỉnh rồi, tôi có chuyện không rõ. Anh có thể giải thích cho tôi tại sao tôi bỗng nhiên thiếu mất trí nhớ vài ngày không? Hà Thiên Phàm run lên, đẩy tay cậu ra. Không biết. Vậy sao? Vu Ngạo tùy ý gật đầu, xoay người lên giường. Hà Thiên Phàm tạc mau, đẩy cậu xuống. Cậu lên đây làm gì? Đêm khuya kêu la cái gì? Vu Ngạo dễ dàng khống chế anh, từ trên cao nhìn xuống. Cho anh giải quyết một vấn đề. Hình như tôi lâu rồi chưa xuất, muốn tìm bất mãn. Anh hãy thay tôi giải nhiệt đi. Rõ ràng hồi sáng mới làm. Hà Thiên Phàm muốn giống lên như thế, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, vẫn hận nói. Đồ chết tiệt, muốn dập lửa thì nằm xuống, lão tử dập cho cậu, không thì nằm mơ đi. Vu Ngạo bỗng nhiên cười. Tôi hình như lâu rồi chưa nghe anh chửi người như vậy. Cũng nhớ thiệt, thật đấy. Cút đi. Hà Thiên Phàm giận dữ, đầu anh có nước vào mới hảo cảm với tên này. Vu Ngạo chăm chú suy nghĩ. Anh nói cũng đúng. Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Ngoan ngoãn nằm xuống đi. Tăng thêm lực, một tay nắm hai tay anh, một tay nhanh chóng cởi áo anh. Cậu nhìn những vết tích còn chưa biến mất trên người anh, nghiền ngẫm cười. Anh thật không có tiết tháo gì hết. Những dấu vết này là vong lưu với ai đây? Hà Thiên Phàm nhìn ánh mắt trêu tức của cậu, hơi nghiêng đầu. Mặc kệ tôi, dù sao cũng không phải là cậu. Cậu xuống ngay cho tôi. Ồ, có vẻ như anh muốn thủ thân cho người ấy. Vu Ngạo nhìn anh. Sao? Anh yêu anh ta sao? Tim Hà Thiên Phàm run lên, không nhìn cậu. Liên quan gì đến cậu? Thôi được, Vu Ngạo nhún vai. Vậy tôi tiếp tục. Dứt lời, liền đưa tay cởi quần anh. Này, nói đi, tôi nghe. Tôi không yêu cậu. Tôi biết, nhưng chuyện đó với chuyện tôi làm anh có liên quan gì sao? Vu Ngạo nói, cởi nốt cái quần của anh. Hà Thiên Phàm hừ một tiếng, cảm nhận được lực đạo trên người, bỗng thở dài. Tôi yêu anh ta. Vu Ngạo chấn động mạnh, ngẩng đầu nhìn anh. Hà Thiên Phàm nhìn lên trần nhà, ánh mắt yên tĩnh, thấp giọng lặp lại. Tôi yêu anh ta. Vu Ngạo nhìn Hà Thiên Phàm. Cậu đã không còn trong tình trạng bị thôi miên, không còn là Vu Ngạo của mấy ngày qua nữa. Thế nhưng trái tim vừa rồi lại đập mạnh một cái, làm cậu không khỏi đưa tay ôm ngực, không biết nên làm thế nào. Đây có được coi như là một chút đền bù cho những gì cậu đã trả giá trước đó không? Hà Thiên Phàm nhận ra Vu Ngạo buông lỏng tay, quay đầu nhìn cậu. Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Vu Ngạo lúc này, anh liền thấy căng thẳng. Kỹ thuật thôi miên của anh hẳn là không có sai sót gì mới đúng. Thế nhưng, tại sao cậu ta lại có loại phản ứng này? Chẳng lẽ thật sự đã nhớ lại rồi? Anh lập tức hỏi. Cậu bị sao vậy? Tôi cũng không biết. Vu Ngạo thành thật trả lời, thậm chí còn cười khổ. Cậu không yêu Hà Thiên Phàm, ít nhất là cậu trước kia tuyệt đối không yêu anh ta. Nhưng bây giờ hình như đã có gì đó khác. Cảm giác cuồng nhiệt khi bị thôi miên rõ ràng đã mất đi, nhưng dư vị hình như vẫn còn lưu lại. Sau đó đột ngột xuất hiện khi bị kích thích, khiến cậu rõ ràng cảm nhận được bản thân mình không còn giống như xưa.
Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm Hà Thiên Phàm, vẫn còn nhớ rõ cảm giác yêu anh ta trong mấy ngày trước. Xa lạ, rung động, sung sướng, thậm chí có thể nói là hạnh phúc. Những cảm giác mà lúc trước cậu chưa từng cảm nhận được. Hà Thiên Phàm nhìn Vu Ngạo, có chút sợ hãi, cũng có chút chờ mong. Trong chờ mong lại thêm một chút chua xót. Anh thử hỏi, cậu không sao chứ? Ai biết được, Vu Ngạo tùy ý đáp một câu, vẫn dùng ánh mắt đánh giá Hà Thiên Phàm, cảm thấy hơi khó tin. Mấy hôm trước, cậu thích người này ở điểm nào? Cho dù là động tác nhỏ hay biểu tình trên mặt, hiện tại cậu cũng thích. Thậm chí còn cảm thấy hai loại thích này cũng không có gì khác nhau. Thật là kỳ lạ. Này, lồng ngực của tôi có chút đau, còn khó thở. Anh là một bác sĩ. Cậu nhìn Hà Thiên Phàm chằm chằm hỏi. Anh nói xem, bây giờ tôi nên làm gì? Cầm thú là nghiệt do chính tay anh tạo ra. Nói cho tôi biết, bây giờ tôi nên làm gì với anh đây? Hà Thiên Phàm nghe cậu nói, lại nhớ đến Vu Ngạo trước kia. Cảm thấy trái tim mình bắt đầu đau đớn. Anh cười khổ. Làm sao tôi biết được? Có lẽ là uống thuốc giảm đau. Anh có chắc? Vu Ngạo vuốt ve nơi cằm của Hà Thiên Phàm, ánh mắt tối lại. Uống cái đó có tác dụng không? Hà Thiên Phàm nhắm mắt, tránh nhìn thấy vẻ trêu tức trong mắt Vu Ngạo. Không chắc, tôi cũng không phải bác sĩ khoa tim mạch. Cậu muốn làm thế nào thì làm, liên quan gì đến tôi? Được rồi, Vu Ngạo thả tay ra, đứng dậy, chậm rãi cởi quần áo. Đầu tiên, cậu nói, giúp tôi hạ nhiệt trước đi. Thân thể Hà Thiên Phàm cứng đờ. Ngay sau đó, đột nhiên bùng nổ, trợn mắt đẩy Vu Ngạo ra. Biến, người lão tử thích không phải cậu. Tôi đã nói tôi biết rồi, Vu Ngạo để Hà Thiên Phàm lại, cúi người ôm anh. Làn da của cả hai ma sát vào nhau, khiến cậu cảm thấy sung sướng. Cậu sùng giọng trêu tức hỏi. Nhưng cái đó với việc tôi làm với anh có liên quan gì không? Hơn nữa, vừa rồi anh cũng nói tôi muốn làm thế nào thì làm mà. Hay là anh muốn gọi người anh thích đến để anh ta đá tôi xuống giường? Hà Thiên Phàm tức giận, quay đi không nhìn Vu Ngạo nữa. Vu Ngạo kéo anh lại, cúi đầu hôn xuống. Cậu hôn thực cẩn thận, khiến cả hai cảm thụ được hương vị của nhau. Cảm giác mềm mại trên môi làm cho thần kinh Hà Thiên Phàm bớt căng thẳng, theo đó mà thả lỏng cơ thể. Vu Ngạo nhận thấy sự thay đổi này, liền buông anh ra, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn, nhìn thẳng vào mắt anh đối diện. Thế nào? Hà Thiên Phàm nhìn Vu Ngạo một lúc, thầm thở dài, bỗng nhiên lại nhớ đến người kia, sau đó mắng chính mình, thuần túy là tự tìm tự chịu. Có chút nghiến răng nghiến lợi nói, cậu muốn thì nhanh lên, làm xong lão tử còn đi ngủ. Vu Ngạo cúi đầu liếm liếm môi anh. Đừng tỏ ra không tình nguyện như vậy, chân tách ra một chút. Hà Thiên Phàm đột ngột hoảng sợ nhìn Vu Ngạo. Người kia lúc trước thường xuyên thích nói với anh câu này. Nhưng mà, sao mà như vậy được? Vu Ngạo nhận ra Hà Thiên Phàm không yên lòng liền hỏi. Sao vậy? Hà Thiên Phàm cố gắng khiến cho giọng mình nghe như bình thường. Cậu vừa nói gì? Vu Ngạo nghĩ nghĩ. Nói anh tách chân ra một chút, không thì sao tôi làm được? Hà Thiên Phàm nổi gân xanh. Anh đúng là không thể nói chuyện với tên này trong hòa bình được. Không phải câu này, câu trước nữa. Câu trước? Vu Ngạo kinh ngạc một chút, lập tức nhớ ra. Nói anh đừng tỏ ra không tình nguyện như vậy. Sao thế? Hà Thiên Phàm nhìn Vu Ngạo một lúc lâu, đi tìm chứng cứ cậu ta đang giả vờ. Nhưng vẫn nhìn không ra người trước mặt có gì khác biệt. Cho nên anh chỉ có thể bỏ cuộc, nhắm mắt lại đáp. Không, không có. Tốt lắm, tách chân ra. Hà Thiên Phàm liền nghe lời tách chân sang hai bên. Vu Ngạo cúi đầu nhìn một lúc, sau đó bỗng nhiên nhào tới, vỗ vỗ vào mặt Hà Thiên Phàm. Này, cầm thú, anh phản kháng một chút đi được không? Anh như thế này, làm tôi thấy không vui. Nào, phản kháng chút đi. Hà Thiên Phàm lại nổi cơn xanh. Anh cảm thấy nếu bây giờ có ai đưa cho anh một khẩu súng, anh nhất định sẽ bắn tên này cả chục phát mà không hề do dự. Vu Ngạo nhìn khuôn mặt đang giận đến mức đổi sang màu xanh của Hà Thiên Phàm, tiếp tục nói. Nhanh lên, phản kháng đi, đừng khiến tôi giống như đang gian thi. Ừ, không phản kháng cũng không sao. Cậu chậm chậm nói, thuận tiện kéo anh dậy. Thế này đi, anh chủ động ngồi lên đây cũng được. Biểu tình của Hà Thiên Phàm lập tức trở nên dữ tợn. Anh trừng mắt, đẩy Vu Ngạo ngã xuống giường, đè lên người cậu. Cậu cứ việc nằm mơ đi,
Cậu không làm thì để tôi làm, thuận tiện tính sổ cả mấy lần trước luôn. Lúc này, Phương Ngạo mới cảm thấy có hứng thú, đưa tay kéo Hà Thiên Phàm xuống và hôn anh. Kinh nghiệm của Hà Thiên Phàm vốn nhiều lại không ngừng bị kích thích, quyết tâm phải đè ngược lại Phương Ngạo. Cho nên anh lập tức phản kích, hồn trả lại, nhiệt tình kéo theo dục vọng cứ vậy mà bao phủ cả hai. Phương Ngạo thở gấp, vòng một tay ấn Hà Thiên Phàm xuống sát người mình, tay kia dọc theo sống lưng của anh mà vuốt ve, rồi nhanh chóng đưa một ngón tay vào để thăm dò. Hà Thiên Phàm rên rỉ một tiếng, dãy giụa kịch liệt, khiến Vu Ngạo tăng nhanh tốc độ khuất trương. Sau đó buông lỏng cánh tay đang đè lên lưng anh. Anh lập tức nhân cơ hội rời khỏi người Vu Ngạo. Cậu cười cười, nhắm đúng thời cơ, đè eo của Hà Thiên Phàm xuống để dục vọng của mình hoàn toàn tiến vào thân thể anh. Hà Thiên Phàm ngẩng cao đầu rên rỉ thành tiếng, cơ thể căng cứng, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Vu Ngạo tỉ mỉ liếm hôn Hà Thiên Phàm một lúc, sau đó chuyển sang nhẹ nhàng cắn lên cần cổ của anh, thở dốc, cười nói. Anh thật có tinh thần. Ừ, bây giờ là anh làm hay tôi làm đây? Hà Thiên Phàm nhịn không được mắng. Mẹ nó, tên chết tiệt nhà cậu. Ừ. Có vẻ như anh không có ý định làm. Vậy, Vu Ngạo cúi đầu nói, đột nhiên xoay người, tách chân Hà Thiên Phàm ra hai bên, bắt đầu chuyển động. Hà Thiên Phàm đầu tiên còn mắng Vu Ngạo bằng giọng đứt quãng, đến cuối cùng thì chỉ có thể rên rỉ ra tiếng. Vu Ngạo chỉ làm một lần, cũng không có ý định làm khó anh. Phát tiết xong, liền đem anh đi tắm rửa. Hà Thiên Phàm lúc này vẫn còn tương đối tỉnh táo, nhịn không được hỏi. Trước kia, sau khi xong, cậu đều bỏ mặc tôi. Lần này, tại sao lại? Ai mà biết, nếu muốn nói có gì khác. Trước kia, tôi chỉ thuần túy tìm người phát tiết. Bây giờ, Vu Ngạo chăm chú nhìn khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ của Hà Thiên Phàm, đưa tay vỗ vỗ lên mặt anh, đều giả cười. Dù sao, chúng ta cũng coi như là người yêu một thời gian ngắn. Đối với người yêu cũ, ít ra tôi cũng sẽ nguyện ý phục vụ. Hà Thiên Phàm cứng người, hoàn toàn tỉnh táo lại, không còn cảm thấy chút xíu buồn ngủ nào nữa. Cậu nói cái gì? Anh nhìn cậu bằng ánh mắt khó tin. Không thể nào, tôi rõ ràng đã xóa ký ức của cậu. Cậu không... Anh run rẩy. Sau đó chính là Tiểu Lam. Anh cũng không quá ngu ngốc. Vu Ngạo lại vỗ lên mặt anh, đóng vòi hoa sen, rồi quăng cho anh một cái khăn tắm. Hà Thiên Phàm bắt lấy khăn, kinh ngạc nhìn cậu. Tại sao? Vu Ngạo lấy một cái khăn khác lau tóc nói. Không muốn làm kẻ ngốc mà thôi. Cậu liếc anh một cái. Lau cho khô đi, anh muốn bị bệnh à? Hà Thiên Phàm vẫn có chút run rẩy, dại ra, gật đầu, rồi bắt đầu lắc tóc. Một lần, hai lần, sau đó cảm thấy máu cả người như đông lại một chỗ. Anh ném mạnh khăn tắm vào Vu Ngạo, tức giận đến mức toàn thân đều run rẩy, gào lên. Mẹ nó, từ nãy tới giờ là cậu đùa giỡn tôi. Anh chống tay lên mặt kính, đặt trong phòng tắm. Máu bốc lên đầu khiến anh có cảm giác mình sắp ngất xỉu. Cuối cùng, dùng vẻ mặt bất đắc dĩ, ôm lấy đầu mình, chậm rãi ngồi xổm xuống. Trong lòng thầm nghĩ, trái đất nhanh nhanh bị hủy diệt đi. Vu Ngạo bắt lấy cái khăn Hà Thiên Phàm ném qua, cũng không tức giận. Ngược lại, còn cảm thấy vui vẻ, biết rõ còn cố hỏi. Đúng vậy, anh bị sao thế? Hà Thiên Phàm vẫn đang ôm đầu. Cho đến tận bây giờ, anh chưa từng thấy tuyệt vọng như thế. Vừa rồi anh đã nói những gì? Nói gì? Anh nói, anh yêu cậu ta. Anh cư nhiên lại thừa nhận yêu cậu ta. Ông trời ơi, có còn để cho anh sống không? Anh ngồi chồm hổm trên mặt đất, thống khổ thì thầm. Để cho người ngoài hành tinh đến đưa tôi đi đi. Vu Ngạo ném lại khăn tắm vào người anh hỏi. Nói gì thế? Hà Thiên Phàm bỗng nhiên đứng dậy, cũng không nhìn Vu Ngạo, trực tiếp bước thẳng ra ngoài. Vu Ngạo đứng phía sau hỏi. Anh đi đâu? Cậu biết làm gì? Lão tử không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa. Dứt lời liền sập cửa nhà tắm cái rầm. Vu Ngạo nhíu mi, sau đó vừa huýt sáo, vừa lau khô mình, rồi ra ngoài. Hà Thiên Phàm đã rời khỏi phòng từ lâu, cậu cũng không để ý. Nằm trên cái giường vẫn còn vương lại mùi hương của anh mà ngủ. Ngày hôm sau, khi bị vương gia nào đó tiếp tục lôi kéo ái phi nhà mình đi tản bộ, thì bắt gặp Hà Đại Cầm Thú mặc áo ngủ,
ngồi hút thuốc trên bậc thang, chỗ tiểu đình giữa sân. Trông có vẻ rất mệt mỏi và thống khổ, dưới chân là một đống tàn thuốc. Long Tuấn Hạo yên lặng đi qua, vòng quanh Hà Thiên Phàm một vòng, cắn ngón tay nghĩ nghĩ rồi hỏi. Cầm thú, người muốn chết? Tôi hận không thể chết ngay bây giờ. Long Tuấn Hạo nhìn Hà Thiên Phàm một lúc, bỗng nhiên nhìn thấy dấu vết trên ngực anh qua cổ áo ngủ mở rộng. Trực giác cảm thấy nhất định lại có bát quái, vội vàng ngồi xuống bên cạnh anh hỏi. Có liên quan đến Vu Ngạo? Hà Thiên Phàm lập tức nổi giận. Miễn bàn đến tên chết tiệt đó. Long Tuấn Hạo híp mắt nhìn anh, bỗng nhiên nở nụ cười. Nói vậy là thật sự có liên quan đến hắn. Hắn thế nào? Làm ngươi đến nghiện nên không định giết ngươi nữa. Biểu tình của Hà Thiên Phàm lập tức cứng ngắc. Vị vương gia nào đó tiếp tục cười. Phải không? Không phải. Hà Thiên Phàm rụi tàn thuốc xuống đất, thống khổ ôm đầu. Ký ức của cậu ta vẫn còn. Trong đầu của vị vương gia nào đó vẫn còn đang ảo tưởng các loại hình ảnh 18 cộng. Rõ ràng theo kịp tốc độ của câu chuyện, không khỏi ngẩn ra. Hà Thiên Phàm thở dài, khái quát lại mọi chuyện một lần. Có điều vẫn không quên tránh đi phần khiến mình mất mặt nhất. Long Tuấn Hạo lăng lăng nghe xong, đầu óc mới từ các loại ảo tưởng quay về hiện thực. Thế thì bây giờ hắn nghĩ thế nào? Còn định giết ngươi không? Tôi làm sao biết? Hà Thiên Phàm vừa nhớ đến người kia liền thấy đau đầu, liền tiếp tục thống khổ dùng tay ôm đầu. Long Tuấn Hạo đồng tình nhìn Hà Thiên Phàm, bỗng nhiên nhìn thấy một người đang đi tới. Hắn cắn cắn ngón tay suy tư, đảo mắt nhìn xung quanh một lần, cuối cùng dừng lại ở dưới bậc thang. Ngay dưới chân đang có một cục gạch. Hắn vội vàng quay đầu, nắm lấy tay cầm thú, thành khẩn nói. Cầm thú, ngươi phải biết rằng, vô luận ta làm cái gì cũng đều là vì tốt cho ngươi. Hà Đại cầm thú ngơ ngác gật đầu. Tốt với tôi, cậu định làm gì? Ngươi sẽ biết ngay lập tức. Long Tuấn Hạo tiếp tục thành khẩn mà nói, nhìn thoáng qua Vu Ngạo đang càng lúc càng gần, yên lặng buông tay cầm thú. Quay sang nhặt cục gạch kia lên, ước lượng sức nặng trên tay mình. Sau đó, không hề báo trước, cầm cục gạch, đánh về phía Hạ Thiên Phàm. Hạ Thiên Phàm trừng mắt, há hốc miệng, biểu tình khó tin, cứng ngắc. Lúc này, Vu Ngạo cũng vừa vặn đi đến chỗ bọn họ. Vừa thấy thế, liền chạy đến kéo Hạ Thiên Phàm vào lòng. Kéo xong rồi cậu mới nhận ra mình vừa mới làm gì, lặng lẽ cảm nhận trái tim đập nhanh một cách bất thường. Nghĩ thầm, lựa chọn lưu lại ký ức đúng là tự hành hạ mình. Long Tuấn Hạo đánh hụt, cục gạch đập xuống đất nát vụn, kêu ké rốt rõ to. Biểu thị rõ ràng cú ném vừa rồi, hắn dùng sức nhiều đến thế nào. Mặt mũi Hà Thiên Phàm trắng bệch, nhịn không được giống lên. Cậu làm cái gì vậy? Long Tuấn Hạo phủi vụn gạch nơi bàn tay, đứng dậy vỗ vai Hà Thiên Phàm. Bởi vì nghiệp chướng của ngươi à, cầm thú, nghiệp chướng của ngươi. Hà Thiên Phàm còn định tiếp tục giống lên, bỗng nhiên liền ý thức được mình đang ở trong lòng Vu Ngạo, vội vàng tránh ra. Còn cậu đến làm gì? Lão tử đã nói không muốn nhìn thấy cậu. Vu Ngạo nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì nghiệp chướng của anh. Hà Thiên Phàm hỗn loạn, nhìn vị vương gia nào đó, lại nhìn Vu Ngạo. Cảm thấy mình không nên lý luận với hai kẻ điên, cho nên phẫn hận quay đầu đi mất. Hai người kia liếc nhau một cái, sau đó nhất trí ngồi xuống bậc thang. Thúc Văn bị phu quân nhà mình bỏ rơi nãy giờ cũng mở miệng. Phu quân, cái người lôi thôi vừa rồi cậu không quan tâm, nhưng người vừa mới tới, ngoại hình không tệ, cậu không thể mặc kệ được. Long Tuấn Hạo lúc này mới ý thức được bên người mình còn có một ái phi, thuận tay dìu Thúc Văn vào trong đình. Sau đó phân phó người đi lấy một quyển sách để ái phi nhà mình ngồi trong đây đọc sách, rồi mới ra ngoài cạnh Vu Ngạo. Người rơi vào rồi. Đừng hỏi, tôi không biết. Vu Ngạo nhìn theo hướng cẩm thú vừa đi, ngẫm nghĩ rồi nói. Tôi vẫn chưa nghĩ cẩn thận, có thể là do ký ức mấy ngày trước quá khắc sâu, nhất thời chưa quên được. Có thể là người thật sự đã rơi vào. Long Tuấn Hạo hiểu rõ, tiếp lời, đột nhiên lại hỏi. Người liên hệ với Lôi Nham chưa? Vẫn chưa. Nếu bây giờ tôi liên hệ với anh ấy, mệnh lệnh nhận được chắc chắn là giết cầm thú. Vu Ngạo thở dài. Thế nhưng bây giờ tôi còn chưa suy nghĩ cẩn thận. Long Tuấn Hạo nhìn Vu Ngạo chằm chằm. Người suy nghĩ cẩn thận xong rồi, liệu có thể không giết hắn được không? Không biết. Vu Ngạo cười khổ. Lão đại một khi đã muốn giết ai,
trước nay chưa từng vì bất kỳ lý do gì mà bỏ qua người đó, mà tôi cũng không thể vi phạm mệnh lệnh của anh ấy. Cho dù người yêu hắn cũng không được. Không được. Nói vấn đề tình yêu gì gì đó với lão đại là vô dụng. Anh ấy không tin những thứ đó. Hùng Ngạo tiếp tục cười khổ. Với anh ấy mà nói, chỉ có trung thành và phản bội. Nếu tôi phản bội anh ấy thì cũng chỉ có chết. Lòng Tuấn Hạo run rẩy, yếu ớt nói. Vệ cô thần tìm hắn, rốt cuộc là định làm gì? Hùng Ngạo nhìn Long Tuấn Hạo trả lời. Tôi không biết anh ta định làm gì, nhưng tôi biết anh ta có cổ quyền trong tổ chức. Anh ta dù sao cũng là con trai của lão đại đời trước, cũng có tư cách quản lý tổ chức này. Nếu như lão đại không buông tha cậu, tôi nghĩ anh ta có thể sẽ dùng cổ quyền của mình để phân tán quyền lợi của lão đại, hoặc thậm chí xoán vị. Xoán vị hẳn là không thể, dù sao Lôi Nhàm cũng đã nắm quyền lâu như vậy, còn phân tán. Lòng Tuấn Hạo nghẹn ngào. Không một người lãnh đạo nào cho phép chuyện ấy xảy ra. Hắn đây là đang muốn chết. Tôi cũng chỉ đoán thôi, Vu Ngạo nói. Có thể anh ta sẽ dùng quyền lợi của mình để trao đổi, giữ mạng cho cậu. Lòng Tuấn Hạo co rút khóe miệng, ôm lấy trái tim yếu ớt của mình. Hy vọng hắn đừng dùng cứng chọi cứng với Lôi Nham. Tiểu thiếp bản vương mới nạp à? Chỉ mong thế. Lòng Tuấn Hạo cầu nguyện một lúc, rồi lại quay sang hỏi Vu Ngạo. Chuyện của ngươi, ngươi định làm thế nào? Cứ kéo dài thời gian trước đã. Tôi sắp ngủ rồi. Tôi có thể cảm thấy thời gian không còn bao nhiêu. Chắc là vì mấy ngày trước đều là tôi. Cho nên lần này hẳn là phải ngủ tương đối lâu. Vì vậy, tạm thời cứ để Tiểu Lam bên ngoài. Thế thì cho dù lão đại có thật sự định truy cứu, cũng sẽ không trách được tôi. Vu Ngạo nói, nghiêm túc nhìn Long Tuấn Hạo. Nếu cầm thú xảy ra chuyện, các cậu hãy dùng cách cũ để gọi tôi ra. Long Tuấn Hạo đồng tình, liếc Vu Ngạo một cái. Nếu cầm thú ăn Tiểu Lam thì sao? Vu Ngạo nở nụ cười. Sẽ không, anh ta tạm thời sẽ không chủ động tìm tôi. Mắt Long Tuấn Hạo lập tức sáng lên. Giữa hai người các ngươi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Bí mật. Vu Ngạo vui vẻ trả lời, sau đó đứng dậy, về phòng. Long Tuấn Hạo nhìn theo Vu Ngạo, càng đi càng xa. Sau đó yên lặng bước vào tiểu đình tìm Ái Phi. Kết quả là, Ái Phi nhà hắn lại triệt để xem hắn như không khí. Hắn lập tức nổi giận, vừa định phát tác thì thấy hai người mặc âu phục xuất hiện trong đình, đặt một cái hộp lớn lên bàn đá, lễ phép nói. Xin hỏi, ngài là Long tiên sinh phải không? Lão bản của chúng tôi gửi cái này cho ngài. Long Tuấn Hạo run rẩy hỏi. Lão bản của các người là ai? Tiểu Ngọc. Người nọ nói tiếp. Lão bản của chúng tôi dạo gần đây không có cách ra khỏi phòng viện trưởng, cho nên bảo chúng tôi đi lấy vài thứ, thuận tiện bí mật gửi thứ này cho ngài. Mời ngài xem qua. Long Tuấn Hạo nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, yếu ớt hỏi. Như vậy mà cũng nói là bí mật. Đúng vậy, người nọ nói. Chỉ cần Lê tiên sinh không nhìn thấy là được. Long Tuấn Hạo không nói gì, mở hộp. Chỉ thấy trong hòm có rất nhiều thứ nhỏ nhỏ bằng kim loại. Hắn nhấn mi hỏi. Đây là cái gì? Bom. Hết tập 15. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu thấy hay, hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.